Sáng ngày 30 tháng 5 2023, nhằm 12 tháng 4 âm lịch, tại văn phòng Ban trị sự Chùa Phước Long, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, đã tổng thể cử hành chương trình Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Dân lịch 2023. Buổi lễ dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa Thượng Thích Thiện Tài, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, Phó Trưởng Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Sự tham dự của Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì các tự viện trong và ngoài quận Thốt Nốt đồng về tham dự. Đại lễ cũng tiếp đón bà Bùi Thị Hồng Đào, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt, bà Huỳnh Nguyễn Tuyết Ngọc, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quận Thốt Nốt, cùng lãnh đạo chính quyền các cấp, đại diện tôn giáo bạn và đông đảo quý Phật tử về tham dự. Nhân đại lễ Phật đản, Đức Hòa Thượng Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi bức thông điệp quan trọng và tràn đầy đạo tình đến toàn thể đạo tràng. Tại buổi lễ, toàn thể đạo tràng trang nghiêm lắng nghe Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tuyên đọc. Tiếp đến, Thượng tọa Thích Bình Tâm đã thông qua diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Buổi lễ cũng hân hoan đón nhận những lẵng hoa, phần quà chúc mừng từ lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt. Hòa trong niềm vui chung, người người chào đón ngày Đức Từ Phụ đản sanh, bà Huỳnh Nguyễn Tuyết Ngọc, thừa ủy nhiệm của lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt đã phát biểu chúc mừng đến đại lễ. Đáp lại đạo tình của Chư Tôn Đức Tăng Ni và những tình cảm quý báu của quý lãnh đạo cùng quý Phật tử, Hòa Thượng Thích Thiện Huệ đã thay lời ban tổ chức cảm tạ đến đại lễ. Buổi lễ thành tựu viên mãn với nghi thức tụng niệm kinh mừng Phật đản và thả bóng bay cầu nguyện hòa bình.